Còn bây giờ sẽ là thông tin về tình hình dự báo thời tiết. Hôm nay thời tiết ở Nam Bộ có gì cần lưu ý vậy, chị Phương Ly? Dạ vâng ạ, thưa quý vị khán giả, hôm nay thì mưa sẽ có xu hướng giảm hẳn ở Nam Bộ đấy ạ. Mưa sẽ chỉ còn xuất hiện về trưa chiều ở diện vài nơi và tập trung chủ yếu là ở các tỉnh thành của khu vực miền Tây Nam Bộ. Trong cơn dông, quý vị vẫn cần phải đề phòng với lốc sét cũng như là gió giật mạnh gây nguy hiểm. Về nhiệt độ ở Nam Bộ, ở khu vực miền Đông Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, mưa ít, nắng mạnh và nóng, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C. Còn xuống đến khu vực miền Tây Nam Bộ, mức nhiệt có phần dịu hơn, từ 32 đến 33 độ C như tại Bến Tre, Cao Lãnh, Sóc Trăng, Cần Thơ, Châu Đốc, Bạc Liêu và tại Cà Mau. Thành phố Cần Thơ sáng cho đến trưa nay lúc nắng lúc nhiều mây, nhiệt độ có xu hướng là tăng dần. Vào lúc 8 giờ, mức nhiệt là 27 độ C, cảm giác khá là dễ chịu. Còn về trưa chiều thì trời nắng mạnh và khá nóng. Vào lúc 14 giờ, mức nhiệt tăng lên cao nhất là 33 độ C. Sau 16 giờ chiều cho đến chiều tối thì mưa dông bắt đầu xuất hiện, kèm theo đó là lốc sét. Với thành phố đảo Phú Quốc thì sáng cho đến đầu giờ chiều, trời cũng sẽ có nắng nhiều, mức nhiệt cao nhất là 32 độ C. Di chuyển ngoài trời cảm giác cũng sẽ khá là nóng. Còn về chiều tối thì mây dông kéo đến gây mưa cho thành phố và cảnh báo dông lốc trong mưa dông. Trên biển, khu vực biển từ Bà Rịa Vũng Tàu xuống đến Cà Mau, Cà Mau Kiên Giang bao gồm các quần đảo Phú Quốc, Nam Du, Thổ Chu và Côn Đảo. Dự báo hôm nay mưa dông, trong cơn dông tiềm ẩn lốc xoáy, riêng có đối vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang có thể xuất hiện gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8.